giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2015 được định giá là 140 tỷ đô la Mỹ, giảm 32 tỷ đô la Mỹ, tương đương 19% so với năm trước đó. So với tỷ lệ quốc tế, lẽ ra Việt Nam phải tăng trưởng một cách mạnh mẽ, yếu tố vô hình là thương hiệu doanh nghiệp vì mô hình kinh tế nước ta đang ở mức thấp, nhưng tổng giá trị thương hiệu của doanh nghiệp Việt Nam là 67,3 tỷ đô la Mỹ không tăng trưởng. Như vậy, giá trị thương hiệu quốc gia của Việt Nam còn thua cả hãng sản xuất điện thoại Apple danh tiếng của Mỹ, vốn được định giá là 170,3 tỷ đô la Mỹ. 50 thương hiệu Việt có giá trị thương hiệu lớn nhất đã được công bố, nhưng tổng giá trị của top 50 ở Việt Nam vào khoảng 5,5 tỷ đô la Mỹ lại chỉ bằng một nửa giá trị của một thương hiệu như Petronas của Malaysia. Đây là điều khiến chúng ta phải suy nghĩ. Hiện nay các công ty đã có rất nhiều khoản các đầu tư vào chiến lược phát triển thương hiệu của mình. Tuy nhiên là chưa có một bước đi dài hạn cho chiến lược phát triển thương hiệu. Chẳng hạn rất nhiều công ty là trong một năm và hàng năm họ thay đổi nhận diện thương hiệu, hay là họ thay đổi cái cách tiếp cận như là quảng cáo, như là chương trình marketing, khiến cho người tiêu dùng cũng như khách hàng có những định hướng không nhất quán về thương hiệu của mình. Dẫn đến là về mặt vấn đề phát triển thương hiệu bền vững thì chưa có một hướng đi dài hạn. Đặc biệt, nếu nhìn vào bảng xếp hạng so với các nước trong khu vực ASEAN, thì vị trí thương hiệu của Việt Nam đang thua nhiều nước như Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Philippines và chỉ xếp trên Campuchia. Ví dụ như ngành du lịch Việt Nam, một chỉ số để đo đếm giá trị thương hiệu quốc gia, có tiềm năng hơn là Philippines, là nước có giá trị thương hiệu quốc gia đứng đầu ASEAN. Đáng tiếc là trong khi Philippines nỗ lực rất mạnh mẽ để nâng cao giá trị và thương hiệu quốc gia, thì những nỗ lực của ngành du lịch Việt Nam đóng góp cho việc nâng cao giá trị thương hiệu quốc gia vẫn chưa thực sự được nhiều. Cũng không ngạc nhiên các cái công ty chúng ta chạy theo việc gọi là phong trào thi đua các cái giải thưởng trên thị trường, dường như là nó bị bão hòa các cái giải thưởng đó quá nhiều và không ai hiểu các giải thưởng đó từ đâu ra, do ai bình chọn, dựa trên cái tôn chí nào, thì như vậy là nó không rõ ràng về mặt tiêu chí và nó sẽ trở thành một cái danh hiệu hư danh, tức là đầu tư vào chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ, những cái giá trị thực sự họ mang đến cho khách hàng thì những cái cách phát triển thương hiệu đó nó mới bền vững. Việc xây dựng thương hiệu gắn với sản phẩm doanh nghiệp đang được coi là vấn đề nóng bỏng và cần thiết hiện nay, khi mà Việt Nam đã và đang liên tục ký kết các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, nên việc xây dựng thương hiệu doanh nghiệp, hình ảnh quảng bá quốc gia rất quan trọng. Nếu không có biện pháp cần thiết để xây dựng, quảng bá thương hiệu thì các doanh nghiệp sẽ không tận dụng được cơ hội tạo ra.